Đoàn công tác đã đến kiểm tra chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực nút giao Thịnh Đán và Tân Lập. Qua kiểm tra cho thấy, tại các chốt đã chủ động bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, trang bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế, bảo đảm công tác phòng chống dịch an toàn hiệu quả. Tất cả các phương tiện đi vào cửa ngõ thành phố Thái Nguyên đều được phun thuốc khử khuẩn, đo thân nhiệt người ngồi trên xe, yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo lịch trình di chuyển. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ trực làm nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp chuẩn bị tốt mọi điều kiện về vật chất, trang thiết bị, nhân lực, duy trì tinh thần trách nhiệm của các cán bộ thực thi nhiệm vụ, tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Ngay trong chiều mùng 2 tháng 2, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy đã quyết định hỗ trợ số tiền 810 triệu đồng cho 27 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, mỗi chốt 30 triệu đồng, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 để nhân dân an tâm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.